Loại nhân sâm trắng của Trung Quốc được trồng nhiều và bán giá rẻ ở Việt Nam, được gọi là nhân sâm trắng, thực phẩm rẻ tiền, này lại sở hữu những công dụng thần kỳ đối với sức khỏe. Nói về công dụng của củ cải trắng, danh y nổi tiếng Trung Quốc Lý Thời Chân từng nhận định đó là loại rau có lợi nhất đối với con người. Trong cuộc sống hàng ngày, củ cải trắng không chỉ là một món ăn phổ biến mà còn được biết tới như loại thần dược có công năng không thua kém gì nhân sâm. Trung y cho rằng củ cải trắng tươi có vị cay, tính mát, khi nấu chín lại có vị ngọt, tính bình, sở hữu công dụng thanh nhiệt, giải độc, kiện vị, tiêu thực, tiêu đờm, khỏi ho, thuận khí, lợi niệu, sinh tân, giải khát. Bên cạnh đó, củ cải cũng được biết tới như một vị thuốc có tác dụng giảm áp hiệu quả và nhiều công năng thần kỳ khác. Loại củ toàn thân đều là bảo bối, lá vị cay, đắng, tính bình, không độc, sở hữu công dụng tương tự phần củ, tốt cho hệ tiêu hóa, trị chán ăn, tiêu đờm, lợi sữa. Hạt, theo Lý Thời Chân, hạt củ cải có tác dụng hạ khí, định xuyễn, hóa đờm, tiêu thực, lợi đại tiện, tiểu tiện, đồng thời kháng nấm và tổng hợp các hormone tuyến giáp. Vỏ, các thầy thuốc đông y khuyến khích mọi người nên ăn cả vỏ của củ cải, bởi lẽ vỏ loại củ này chiếm tới 90% thành phần dinh dưỡng, muối khoáng, phốt pho, sắt. Cùng với đó, vỏ củ cải còn giúp đặc trị tiểu ra máu, đau đầu. Địa khô lâu, đây là một vị thuốc đông y có thành phần bào chế từ những thân củ cải còn sót lại trong lòng đất. Địa khô lâu vị ngọt, tính bình, có tác dụng lợi tiểu, tiêu thũng, giải độc, chủ trị chữa phù thũng, phế ung. Các tác dụng tuyệt vời của củ cải trắng tốt cho hệ tiêu hóa. Những nghiên cứu hiện đại cũng đã chứng minh bên trong củ cải có chất mustard oil, tương hỗ với enzyme giúp thúc đẩy nhu động ruột, kích thích thèm ăn và có lợi cho công năng của hệ tiêu hóa. Khi bị đầy bụng, chướng bụng, dạ dày không khỏe, bạn chỉ cần giã củ cải trắng lấy nước rồi uống. Người bị táo bón nên ăn củ cải luộc để cơ thể dễ dàng bài tiết. Tương tự như vậy, người bị loét miệng, nhiệt miệng có thể ngậm hoặc súc miệng bằng nước củ cải để vết thương chóng lành. Tốt cho hệ hô hấp. Khi bị ho khan có đờm, người bệnh nên dùng củ cải trắng thái lát mỏng ngâm với mật ong để qua đêm. Lúc ăn nên nhai nuốt từ từ. Người bị viêm họng, viêm amidan, mất tiếng, khản giọng nên uống nước củ cải pha cùng nước gừng, bệnh tình sẽ nhanh chóng thuyên giảm. Củ cải trắng còn có thể kết hợp cùng thịt dê, cá diếc để điều trị suy nhược, viêm phế quản. Cụ thể, dùng 100g thịt dê, một con cá diếc, 60g củ cải, thêm nước và gia vị để nấu canh hoặc lẩu rồi ăn nóng. Ngàn lẻ những công dụng thần kỳ khác, những trường hợp bị phù chân, người bệnh có thể dùng nước giã từ củ cải bôi ra bên ngoài để tiêu phù. Nước củ cải còn có công dụng giải độc khí than và giải rượu. Tương tự như vậy, củ cải luộc cũng là một trong những món ăn dưỡng nhan làm đẹp vô cùng hiệu quả. Một số bài thuốc từ củ cải trắng giảm ho, tiêu đờm: chưng cách thủy 300ml nước củ cải cùng 15g đường mạch nha, khi dùng thì nuốt từ từ. Loại thuốc này đặc biệt tốt cho người cao tuổi và trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp. Chữa cảm mạo: dùng 250g củ cải, 500ml nước, thêm lượng đường trắng vừa phải, đun sôi hỗn hợp trên rồi uống nước khi còn ấm. Trị ho gà: dùng 500g củ cải trắng, 10g quả ô liu ép lấy nước uống. Điều trị bỏng: giã củ cải lấy nước rồi chườm vào chỗ đau. Phòng tránh viêm màng não: dùng 250g củ cải, 50g đậu xanh luộc lấy nước uống.